Đấy các bạn nhá. Ai không muốn làm khán giả? Tủ này phải 4 anh em lên các bạn. Ô cái tủ hồng kia kìa các bạn. Lên hẳn đi. Lên lên. À, chưa khỏi, chưa cho đâu. Không sợ đâu. Bốn anh em sợ gì? Lên đi, tao được. Đứng ở trong cái gì đâu. Đây. Đấy, sáng hôm nay trước là lạ sáng rồi xem video, tôi lấy cái video đó. Ôi, ôi, khổ nó, khổ nó. Cần đòi video á. Ôi, video ơi, tổ lốt mà, đây. Đây, đây, cho bay đi, ông tái. Biết nắp rồi. Biết rồi, nhưng mà, cho bay đi. À, ôi. Khổ nó, khổ nó. Khủng luôn. Thật sự là bầu này là hàng hiếm rồi. Hello các bạn. Chào tất cả mọi người nhá. Xin chào mọi người. Chào mọi người. À, vâng, chào mừng các bạn đã đến với Sám Ong Dương. À, ngày hôm nay anh em rủ nhau đi kiếm mật ong các bạn. Hôm nay anh em sẽ đi ngủ trong rừng để săn những cái tổ ong ở rừng già các bạn nhé. Mùa này thì thực sự là hai ngày ba đêm à. Cứ đi cứ khi nào đủ gánh ấy về. Bởi vì là bây giờ ấy thì cái thời điểm này thì đi kiếm ong ấy thì thực sự là thường thường là vào cái buổi chiều gần tối các bạn mới kiếm được ong. Còn nếu mà không mình không đi ngủ ở trong rừng ấy thì mình không có thời gian để kiếm ong vào cái giờ đấy rồi. Hôm nay thì anh em có cầm gạo này, nồi này, nói chung là cái gì ăn được. Mỗi tội là thiếu bia, thiếu bia. Để ngủ qua đêm. Hôm nay không có cầm, quên mất rồi. Hôm nay đi 4 anh em các bạn. Giờ thì anh em ra đến chỗ này thì dừng chân ở đây nghỉ một chút. Nói chung là hôm nay đi ra đến đây thì là gần buổi trưa rồi. Nói chung là buổi trưa rồi đấy. Hiện tại là bây giờ là 10:38 rồi. Thế nói chung là tí lên trên đấy thì chắc phải hôm nay này không có thời gian săn ong đâu. Hôm nay chỉ là đi. Nếu mà may mắn dưới đường ấy được tổ nào lấy nước thì bọn mình sẽ tìm thôi. Tức là chắc chắn là tìm ong sẽ vào ngày mai. Ngày mai là chính rồi. Ngày mai mới là ngày chính nó đó. Đến chỗ nghỉ hôm nay rồi các bạn. Bọn mình sẽ quay lại thăm lại cái lán tháng trước ấy, anh em cũng có vào đây săn ong khoái các bạn. Đây, cái lán thì tháng trước là bọn mình lập đấy, nó còn nguyên ở đây các bạn. Đây, tối nay thì 4 anh em sẽ ngủ đây các bạn nhé. Không cần phải sửa nữa đâu. Đây, cái gồ ghế này thì ngủ. Nói chung là anh em đi rừng quen đấy, chỗ nào nói chung cũng ngủ được các bạn. Ra đến chỗ này ấy, thì bây giờ thì đang vào buổi trưa, chả thấy con ong nào các bạn. Không biết là đợt này ra đây thì có ong hay không. Bây giờ thì bọn mình sẽ nghỉ một chút đấy. Đến chiều mới có thể đi tìm ong các bạn nhé. Thử câu cá các bạn nhá. Đây. Mồi đây. Mồi. Câu mồi bằng thịt các bạn nhá. Đây các bạn. Trúng một con đây. Đây. Đây đây đây, được một con rồi các bạn ơi, đây. Đây các bạn. Cá bé đấy nhỉ. Cá khổng lồ à? Cá bé lắm các bạn ơi. Toàn cá như này thôi. Đây. Ơi là một con. Sao cá bé đấy nhỉ. Đang ở đây nghỉ trưa. Chưa đi tìm ong mà ong đá xuống đây tìm mà bọn mình rồi các bạn.
Đây, ong đã ra đây tìm bọn mình trước này các bạn ơi. Quay cho các bạn xem ong khoái lấy nước các bạn nhé. Đây các bạn. Đây đây đây, ra nhiều chưa? Đấy đấy đấy, tiếp tục ra này các bạn. Cái này thì ôi nhiều đấy. À, 5 con 6 con rồi. Đây các bạn nhá. Bọn mình chưa đi tìm ong nhưng mà ong đã xuống đây tìm bọn mình trước rồi. Giờ sẽ xác định cái tổ này về đâu các bạn nhé. Thấy rồi các bạn. Thấy rồi. Anh em đang chuẩn bị làm một cái bóng khói. Cái thân cây này phải đủ người ôm. Ôi có cái bông mật đấy nhỉ. Đây các bạn nhé. Cảnh này rất to luôn các bạn ơi. Thôi đi Nam. Thế xem thấy tổ nào nữa không? Khả năng lại có nhiều tổ ấy. Anh em đã chuẩn bị khói xong rồi các bạn ơi. Đốt cháy đi. Cái này cái loại này thì nó hay cháy được một lúc thôi. Nó phải cháy cái loại che kia. Thì đang đốt cái này cho nó cháy lên thôi. Này cây rất to rồi các bạn ơi. Đây. Phải đủ người ôm rồi các bạn. Lên các bạn nhé. Cây to thế này á. Qua chở tiến hành lên cho mời nhá. Lên đi tài. Hui, siêu khủng, siêu khủng. Siêu khủng, siêu khủng. Thế này. Ôi, cầm cái điện thoại lên quay mới đẹp này. Hả? Ôi. Lên nhanh. Lên điều kì. Bay ra. Nó kêu phò phò ở đây đấy. Gặp, gặp, gặp đấy. Ông này làm nữa đi. Cầm cái bó khói khó lên nữa. Hả? Bó khói này. Nó chuẩn bị bay ra rồi. Có cháy không ơi? Có cháy đâu? Cháy. Hả? Cháy nhưng mà cháy nhỏ thôi. Lên đi. Lên mái không kịp. Hả? Hả? Tôi không giữ đâu, không sợ, không sợ. Lên đi. Lên. Ôi, siêu khủng, siêu khủng. Ôi. Kê bỏi, kê bỏi. Ôi chưa già, chưa già, chưa già, chưa già. Hả? Ô, khô rồi. Không khô đâu. Khô rồi. Cây to thế. Đầy mật đấy. Nhưng mà nó không biết thôi. Đấy, tổ ong đây các bạn. Mật đầy luôn các bạn nhá. Không biết nát thôi. Nhưng mà mật đầy rồi. Ôi, ong nó dữ đấy nhỉ. Gió to ấy. Gió to đấy. Mấy tổ ong đây các bạn. Tổ mật siêu to luôn. Chỗ này khó quay. Cây. Cây to đùng luôn. Bầu mật khủng đấy. Bầu mật đầy đầy mật luôn các bạn nhé. Quá là to. Này rất là khó cắt rồi. Ôi thế này thì quay sao được. Ta cặp túi lên nào. Ơ xỉ. Nam bảo có túi bé mà. Đây các bạn. Mình đứng kiểu tư thế này rất là khó quay luôn. Chả thấy quay, chả quay được thấy tổ ong các bạn. Đây này, cả nhà ơi, mình đây này. Có rào qua chưa? Hả? Ồ, có rào rồi. Thôi không cần lên đâu, đùa thôi, có túi rồi. Có chưa? Đây là không, ai cũng là không.
lắm rồi. Cái củ bầu này dài ấy nhỉ, không có bao nhiêu phấn đâu nhỉ, thế mà tí là được không? À, cầm cái nhộng nhộng này về câu cá bạn, đấy là được, thế là được. Ôi ôi, nào ơi, ôi, thế này. Nó còn bán nhiều lắm, làm bán nhiều chỗ lắm. Ông bay nghi, nghi ngút luôn. Toàn rừng già các bạn ấy. Đúng chưa? Đây đây đây, có con mật đây. Nặng lắm à? Nặng đấy. Đây mật đây. Mật đây nhá, cả nhà nhá. Đâu, xem nào, đập dính mật nào. Bây giờ thì anh em xuống các bạn nhá. Cầm nhộng về câu cá đi. Mùa này, mùa này thì để lại nó cũng không ở đâu. Nguyên đứng xin lên chào để... tất cả anh em đây này. Thành quả đấy các bạn nhá. Thành quả đấy nhá. Do cây to quá không ôm được hết này. Và bắt buộc là phải cắt cả những cái ong này rơi vào mật này. Đi đi về dưới mở cái máy ra nó bay ra xuống. Đứng lên để rơi xuống đi. Giờ sẽ dừng máy đi xuống các bạn nhá. À, vừa đánh sau này. Tổ này nói chung khá là to. Ở cái mật đây các bạn, mùa này thì nói chung là mật đặc rồi. Mấy cân đấy hả Sáng? Ôi giời, con đứa 8 cân à? Cân xem được mấy cân? 5-6 cân, tầm độ đấy. Đây các bạn ơi, khá là to. 5 cân dưới đi. Giờ mình sẽ xuống dưới kia tìm tiếp các bạn nhá. 5 cân dưới. Anh em vừa đánh xong cái tổ này à, tiếp tục thấy tổ thứ hai các bạn. Tổ này có vẻ là khá ổn rồi các bạn ơi. Tổ này nói chung là cái bầu quá là to các bạn nhé. À, một bó đây à? Chắc là ong không dứa đâu. Ừ, được rồi. À, khả năng là bọn mình đánh cái tổ này ấy, sẽ đi về nấu cơm ăn các bạn. Câu cá nấu cơm. Ơi, cái tổ này cái bầu kinh khủng lắm. Kinh khủng luôn các bạn ơi. Cái tổ này cái bầu quá là khủng luôn các bạn. Nhâm một tí nào tài. Khát nước quá nhỉ. Giờ đi bọn mình à, xé làm khói đã các bạn nhé. Khói lên, 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 lên đi. Lên đi, anh em nào lên trước đi, lên đi. Lửa đâu? Tài lên trước đi. Đến rồi đã. Đến các bạn nha. Ai không muốn làm khán giả. Tủ này phải 4 anh em lên các bạn. Ui trời. Ôi cái bầu á. Cái này á. Hả? Không cháy à? Lên đi, lên đi. Bên cháy, bên cháy, bên cháy. Cháy chưa? Lên, 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 thoải mái lên. Ôi ơi, lên, không lên được cái nữa à? Hả? Lên đi. Lên hẳn nữa. Lên đi. Ô, cái tổ ong kia kìa các bạn. Lên hẳn đi. Lên đi. À, chưa, chưa, chưa khỏi, chưa, chưa cho đâu, không sợ đâu. Bốn anh em sợ gì? Lên đi, tôi đứng ở chỗ gì đâu. Đấy, Sám không lên trước đâu. Lạ, Sám lên trước. Đi ra, tôi lấy cái video đó. Ôi, ôi, con. Không ổn đâu, không ổn đâu, không ổn đâu. Cần đòi video quá. Ôi, video, ôi, tổ lốt mà, đây. Đây, đây, cho bay đi, ông ta. Là biết nắp rồi. Biết rồi, biết rồi, nhưng mà. Cho bay đi. À, đi. Không ổn đâu, không ổn đâu. Có đâu? Có, ơi, khói chết à? Được, 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 thả, 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 thả ra. Thổi đi, thổi thôi à. Thả ra, thả ra. Ôi, các bạn, biết nắp rồi đây. Tổ này ăn đủ, ông tài ăn đủ của tổ này. Bây giờ không dưới gì à? Cái bầu dày nhỉ? Tôi có cho đứng đâu? Lên 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 là hẳn đấy ông tài. Lên 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 đi. Cho mấy cái con ong kia bay đi. Chưa bay à? Ờ chưa chưa bay, chưa bay hết đâu. Ồ cái bầu, bầu dày nhỉ? Tổ non mà, tổ non là dưới tổ ong đây các bạn. Bầu. Bầu này phải nói là siêu khủng rồi. Cái hồi rừng đây. À, quả cái này. Quả cái đấy đây. Đúng rồi, đây quả đây. Cái này là của rừng à? Cái hồi phải không? Cái hồi đúng rồi, đúng rồi. Tổng ong 4 người này. Đây. Ở đây. Quả đây các bạn. Vẫn dứa à? Có mùi à, có mùi à, có mùi à. Đây sao đây? Đây các bạn. Bầu siêu khủng luôn các bạn ơi. Ôi bầu vòng à.
xám với Tài đi. Ô tổ này bầu khủng ơi. Ông Tài không chịu đấy. Thôi để ý khói đi, cho một người cầm khói đi. Phải cho một người lên đi kìa. Ờ đây đây Nam, lên lên hồ cầm khói. Không không phải kiểu này tí nó không không cháy đâu. Lấy hẳn trên đây này, lấy cành này. Ồ, cái bầu á. Đây các bạn. May mà mình có cái mú các bạn nhá. Gì ấy sáng rồi. Hả? Bầu khủng lắm, không có phấn đâu. Bầu này khả năng hàng yến rồi. Chắc chắn là hàng yến rồi đây. Cái bầu nó phải siêu to khổng lồ đây. Không có một tí phấn nào luôn. Kinh khủng luôn. Đây các bạn nhá, bầu siêu khủng luôn. Thật sự là bầu này là hàng yến rồi. Mình tiến hành cắt nha. Cắt đi. Ừ, nó ít phấn thôi, nó có tí vậy. Ui, ngon phấn lắm. Ở đây nó kiểu nó bạc bạc nha. Ừ, xem nào. Cái này cũng có cái phấn à. Phấn này sao nó màu nó đậm ấy nhỉ? Kiểu nó còn trắng trắng ấy nhỉ? Không ngon. Nó chua lắm. Phấn này chua lắm. Ở đây quay thấy nó có cái bầu nó bỏng đằng sau kia không thấy được hết được các bạn. Bầu rất to luôn các bạn nhá. Củ này chắc chắn là hàng yến rồi đấy. Cái quả này. Và đi không biết vặt những cái quả này mang về giết nữa nhỉ. Quả rồi rồi. Cái này về. Phải. Quả cái đây. Phải à. Bốn quả cái đây. Cái này thì buồn anh em. À, chắc có lấy là hôm nay lên đến đây thì nói chung là buổi chiều mới bắt đầu đi tìm ông. Hiện tại đã cái tổ này là tổ thứ hai. Bị bẻ cái bầu khủng các bạn nhá. Mùa này là gặp cái trường hợp này là nói chung là quá là khủng rồi đấy. Bây giờ mình tiến hành cắt nhá. Cắt thôi. Cắt xong đi về nấu cơm ăn thôi. Tháng 2 tháng nữa là hết mùa nhỉ. Tổ này chắc là hết nhộng rồi, mấy lần này già sát thì nó cũng bỏ hết mùa rồi. Nè em ơi, cô cắm ra nào ơi. Cắm ở đấy đi. Cắm một cây bó khói luôn đấy nè. Kéo cái túi hẳn lên đi. Để cẩn thận nha. Nặng đấy. Ôi dồi. Cái yến chắc được cái yến đấy. Không ai giữ được đâu. Tự mà tự vào giữ nhá. Ai cái bầu dây mà. Cắt đấy quá. Cái này thì cứ bóp cái bầu nó đẹp đấy. Đấy sao nó cắt cái dây. Không ai sẽ khó được nhỉ. Ôi chưa được. Cái này thì không chưa được. Cái này thì nát hết cái bầu ấy. Được không? Lắc rồi. Được. Ôi ô. Đâu. Ôi ô. Hết cái này. Đây này. Đây các bạn nhá. Xin điểm cái này. Rồi xem rơi xuống đi anh em ăn gì? Đấy các bạn ơi. Cái tổ này nói chung là siêu khủng rồi. Đây. Các bạn có thể thấy này. Bầu rất dày luôn các bạn ạ. Ai. Ông nước à? Không ổn rồi anh em ạ. Hôm nay 36 ghế chưa là chết sách. Thế là nói chung là cắt xong rồi các bạn nhé. Thì phải xuống rồi. Ông dưới rồi. Ông vội đấy nhỉ, tôi chưa vội mà ông đã vội rồi. Cần lâu tay mới cho ông xuống chứ. Ta đi sau đây mình khói tôi đấy. Xách cho cẩn thận vào nhá. Cái tủ ông nói chung là tủ này nặng. Nặng các bạn ơi. Tủ này mật nó nhiều. Xuống này ôi. Ờ xuống nha các bạn nhé. Căng quá. Căng ấy. Cứ đâm vào đầu tẹt. Thế là ổn các bạn. Rất cực đoan. Hỏng rồi. Ông Nam. Đâu. Ủng của mình đâu vậy đây? Đây, nhóm lửa đi nhanh. Ông dứa. Ôi không ổn rồi. Nhóm nhanh nào. Sao nhanh được? Không giúp tí tôi làm sao nhanh được? Đây. Ôi, đốt cái ủng đi à? Ông dứa các bạn. Tôi chứ, thôi rồi. Đây mày có đây bó này à? Ôi giời. Lấy con dao của ai lấy ra đi. Từ từ nha. Đáng thế nhỉ. Tủ này không ổn rồi các bạn ơi. Đây. Nó cứ vì vèo cái này này các bạn có thể thấy này. Thấy chưa? Tủ này dưới rồi các bạn ơi. Tủ này không ổn rồi, anh em phải chạy thôi. Rồi mình sẽ lấy cái con ong này câu cá các bạn nhé. À, xem cá có ăn hay không. Ăn ngay này. Ôi được một con. Đấy các bạn, vẫn ăn ạ. Vẫn ăn ong đấy. Đấy các bạn đấy.
Ôi, được 3 con nhá. Đây các bạn, 3 cái móc câu được 3 con. Kinh khủng luôn. Sướng thế. Đây các bạn. Úi giời ơi. Sướng thật các bạn ơi. Cái này mình câu đang xe các bạn nhá. Đây, 3 lưới. Đấy, được một con đấy. Tiếp tục một con các bạn. Khá nhiều các bạn. Bây giờ tối rồi. Đây này có một túi nha các bạn ơi. Những con cá nhiều to này. Mang lên đấu đi đấy. Bây giờ chắc khả năng là phải nấu ăn thôi. À, anh em mình đã nấu cơm chín rồi các bạn. Đây, hôm nay thì có câu được mấy con cá nhiều rất to luôn các bạn ơi. Rất ngon luôn các bạn. À, mời các bạn ăn cơm cùng anh em mình nhá. Mời mình ăn cơm cùng mình nhá. Đây, cá đây. Nói chung là toàn cá nhiều đây. Vào rừng ấy có được cái món như thế này thì ăn phải nói là cực kỳ là ngon. Mời các bạn nhé. Ngọt các bạn ơi. À, khả năng là mình sẽ dừng máy để ăn cơm các bạn nhé. Ngon lắm. Ngon, ngon. Ăn cơm xong rồi có lẽ là anh em mình sẽ nghỉ ngủ để mai tiếp tục đi tìm mồng các bạn. Khả năng là mình sẽ ngủ ở đây thôi. Tí mình sẽ ngủ đây thôi, còn anh em sẽ ngủ ở bên kia. Có lẽ là hôm nay thì mình sẽ xin phép dừng tại đây các bạn nhá. Hẹn các bạn vào ngày mai. Ở chuyến này anh em đi thất bại rồi các bạn ơi. Đi không có ong thì bây giờ quay về thôi. Anh em cầm đồ, nói chung là cầm khá là nhiều đi. Anh em dự tính là phải ở 2 đêm 3 ngày mới về. Nhưng mà anh em lên trên khe suối này không có ong các bạn. Được có 2 tổ thôi. Thì sáng hôm nay thì đi tìm lại không có nữa. Thì anh em lại quay về. Về thì lương thực lại nhiều. Giờ thì anh em sẽ nướng thịt. Ăn xong rồi đi về nhà thôi các bạn ơi. Anh em nhóm lửa rồi. Bắt đầu nướng thịt các bạn. Ngon lắm. Hôm qua đi chỉ được 2 tổ thôi các bạn ơi. Thật sự là một cái ngày, cái chuyến đi đáng buồn. Đây hàng khủng các bạn nhé. Cái tổ này này. Các bạn có thể thấy là cái màu mật tổ này rất đẹp luôn. Cái này là hàng khủng các bạn. Hàng khủng đấy, mùa này thì nói chung là bầu như này là hàng khủng đấy. Ít gặp những cái tổ tầm như này rồi. Anh ơi. Mật ong cuối mùa là chỉ được thế thôi. Đây cái tổ này nói chung là anh em ở rừng ấy ăn gần hết rồi. Bây giờ nói chung là mật chảy ra thì anh em đổ ra ăn gần hết rồi. Còn được tí này thôi các bạn. Nói chung là chuyến này thì anh em sẽ thất bại rồi các bạn. Anh em vừa nướng thịt ăn xong rồi các bạn ơi. Đi về thôi các bạn ơi. Nói chung là chuyến này thì thất bại rồi. Rồi thì anh em mình sẽ đi về thôi các bạn nhé. Cũng còn sớm. Nhưng mà hôm nay ra cái chỗ này ấy, không có ong đâu các bạn. Nhưng mà có lẽ là video này mình sẽ xin phép dừng tại đây các bạn nhá. Buổi tối chúc các bạn xem video vui vẻ nhá. Hẹn các bạn video tiếp theo. Cảm ơn các bạn. Bye bye.